Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn vào đấu cho vòng 16 của giải cấp biên tái năm 2023. Trong ván cờ đầu tiên, bên đỏ lý tiên là danh thủ Tôn Nhật Dương và chiến thần Vương Nhất Anh sẽ cầm bên đen. Chứ 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 Chứ将军，吃。将军。吃吃吃吃吃
吃。 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 Tới hình cờ trên thì đôi bên đồng ý hòa cờ và chuyển sang đánh cờ chớp. Đây sẽ là ván cờ mà Vương sẽ cầm bên đỏ đi tiên.吃。 吃。 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 吃。
吃。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 
Với hình cờ trên thì đôi bên đồng ý hòa cờ và chuyển sang ván cờ chấp sinh tử. Đây sẽ là ván cờ mà vương sẽ cầm bên đỏ đi tiên và bắt buộc phải chấp hòa bên đen của Tôn Tử Dương. Nếu hòa là đỏ thua, kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Chứ
吃 吃 将军 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃
将军。将军。将军。吃。将军。将军。将军。将军。吃。将军。吃。将军。
吃. Tới hình cờ trên thì bên đen của danh thủ Tôn Nhật Dương anh đã phải buông cờ xin thua một màn thi triển cờ tàn bão táp đến từ danh thủ số 1 của Trung Hoa khi bỏ hết sĩ tượng để lấy thế công và giành thắng lợi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.